bài tập về nhà khó khủng khiếp, buồn ngủ dã man. Vài phút thôi vậy. Ồ, cứng quá đi mất. Con tui học hành vất vả quá mà. Cho con lên giường nào. Sao giờ con bé nặng thế này? 1, 2, 3, nâng. Mình phải tập nhiều hơn mới được. Giữ chắc, gần đến rồi. Cho cháu unicorn màu hồng ạ. Ngủ ngon nhé bé cưng. Bài tập về nhà trông khó ghê nhở. Thứ duy nhất mình giỏi đếm là tiền. Có cách rồi. Alo, con gái tôi đang gặp khó khăn với môn toán. Toán, tôi mê toán. Xin chào, nghe nói có người cần giải toán phải không? Để xem chúng ta cần giải gì nào. Xin lỗi, tôi làm hăng quá, toán mà. Nhanh lên đấy, và im lặng. Lặng như tờ luôn. Cuối cùng cũng hoàn thành, xong rồi. Khó lắm đấy, nhưng tôi xử hết rồi. Ok, đây là một chút gọi là trả công anh. Chỗ này sẽ mua được cả đống sách luôn, bye. Thành phần. Chào bé con. Con chào mẹ ạ. Chà, con ngồi đó đi để mẹ lấy ngũ cốc nhá. Chỉ có ngần ấy thôi ạ. Sao mà ăn mẹ? Xin lỗi con, hết mất rồi. Con lại bị đói rồi. Chờ chút, chắc còn đồ cho con ăn đấy. Để mẹ xem nhá. Xong, bữa sáng thịnh soạn cho con yêu của mẹ đây. Chúc ngon miệng. Wow, mẹ ơi, trông ngon dã man. Con chỉ muốn thử ngay thôi. Ngon tuyệt luôn mẹ ơi. Con thích là mẹ vui rồi. Sao họ không thực hiện được việc đó cơ chứ? Tình yêu có thắng được không? Chào, chúng ta đang xem gì vậy? Lại phim tình cảm sương mướt à? À. Bùm. Làm sao thế nhở? Bộ phim còn chưa kết thúc nữa. Không, giờ là lúc xem trận đấu. Trả cho chị ngay. Điều này có nghĩa là chiến tranh điều khiển. Hạ. Hôn tạm biệt bỏng ngô của chú đi em trai. Không. Đó là một điểm cho Bella. Ồ, có vẻ như bạn đã nói quá sớm rồi. Adam. Chào hai đứa. Dạ, mọi thứ ở đây ổn chứ? Ồ, trông hai chị em dễ thương chứ kìa. Hẹn gặp vào bữa tối nhé. Chà, có vẻ là hạ màn được rồi đấy. Quý vị hãy rút gươm ra. Tuyệt. Chị không bao giờ đánh bại được em đâu. Hả? Trời. Trong này ồn ào lắm mà nhỉ. Lạ thật, mọi thứ yên ổn đấy chứ. À đây. Ồ, nước đi khó nhằn đấy. Mình thề rằng đã nghe thấy tiếng hét. Và cứ như thế, họ quay lại chiến đấu. Ôi, đừng tưởng đánh gối mà không đau nhé. Tuyệt, ha ha. Thích thế chứ gì. Em cũng đánh gối được nhé. Ôi kia là sao bay mỏng mỏng hay là lông vũ đấy. Chà, được rồi thôi ngay. Có vấn đề gì? Không phải tại con. Này Adam, hôm nay chú trông bành tỏn đấy. Anh bạn, ông sao rồi? Đi nào, tạm biệt mẹ. Chờ đã.
Ôi không! Đúng rồi các chàng trai, mẹ sẽ không cho bạn rời khỏi nhà mà không mang theo chút tình cảm đâu. Nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi đây. Kevin, xoay núm đi. Không, làm ơn, mẹ sẽ làm dây hết son môi lên người chúng ta mất. Hãy giải quyết việc này một cách công bằng nào. Oản tu tì. Xin lỗi Adam, tại sao lại là tôi chứ? Hãy qua đây. Chờ đợi. Con không muốn thế đâu. Không, mình không đáng bị thế này. Mẹ là thế mà đúng không các bạn? Mình đi chứ nhỉ? Mới sáng ra đã bực mình rồi. Để chút đã. Đã quá trưa rồi sao? Không biết sao cô ấy lại lâu vậy nhỉ? Mình quên mất thời gian luôn. Nhưng mình không thể xuất hiện như này được. Cần phải trang điểm một chút. Không, nhiều chút mới đúng. Lần cuối mình giặt cái này là lúc nào vậy nhỉ? Hèn gì mình bị nổi mụn. Đúng là buổi sáng tệ nhất từng thấy. Đợi đã. Bong bóng kìa. Mình biết phải làm gì rồi. Cái này sẽ cứu cả ngày hôm nay. Cao su có thể dùng như miếng mút trang điểm. Thấy không? Sáng sủa hẳn cả lên. Gần xong rồi. Mình phải đi thôi. Chào cậu. Cậu xinh quá. Ồ, cái này cho cậu nè. Không thích gì bằng ngủ nướng. Nghỉ ngơi có tác dụng kỳ diệu với làn da. Đó là lý do tại sao mình trông rất... Không phải chứ. Có chuyện gì vậy ạ? Đi chỗ khác đi nào. Chứng bị dở hay sao ạ? Không. Tôi xin lỗi. Ôi trời. Cái mụn đó thật kinh khủng. Thở sâu nào. Giờ thì làm việc ngay đi. Đây sẽ là công việc tuyệt nhất của mình. Dựa ra sau và thư giãn đi nào. Mình phải kích thích lưu lượng máu. Cái này cần các dụng cụ chuyên dụng. May là trước khi đến mình có chuẩn bị. Không được đánh giá thấp lớp nền dày. Tô lông mày ở đây. Và tô son bóng cho môi. Phải làm nhanh hơn mới được. Cô thấy sao? Da trông được đấy. Không thì vết như thường lệ. Bye bye.